chào quý vị khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh là một người anh, người thầy được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ vì anh đã dìu dắt và truyền ngọn lửa đam mê nghệ thuật cho rất nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Và chương trình Đời Nghệ Sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp anh để lắng nghe chuyện đời, chuyện nghề của anh nhé. Cái thời gian còn nhỏ tôi cũng va chạm với là cuộc sống rất là nhiều. Ở góc độ nào đó, đấy cũng là một cái thiệt thòi của người nghệ sĩ. Gần một năm trời tôi cứ lang thang mà tôi cứ nghĩ, ủa mình đi học làm cái gì, tại sao không ai tin mình hết. Tôi cứ cảm giác là khi tôi có một mái ấm gia đình rồi thì tôi phải đủ sức tôi lo cho gia đình tôi. Nghệ sĩ ưu tú, diễn viên, đạo diễn sân khấu, chủ nhiệm khoa đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công Ninh xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, từ nhỏ phải bươn chải kiếm sống bằng nghề bán trà đá, bánh cam, khoai mì. Nhưng nhờ sự nỗ lực và thông minh, anh đã thi đậu vào trường nghệ thuật sân khấu 2 và tốt nghiệp loại xuất sắc. Thành tích này đã giúp anh đạt được một suất học bổng du học. Năm 1984, anh lên đường sang Liên Xô theo học khoa đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Leningrad. Năm 1990, Công Ninh trở về nước, bắt tay vào dựng hai bài là Elena Thân Yêu và Gã Giang Hồ Quốc Tế, được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau đó, Công Ninh được phân công về làm giảng viên tại trường nghệ thuật sân khấu 2. Suốt 25 năm qua, nhiều lứa học trò của Công Ninh đã ra trường, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Năm 1994, anh đạo diễn dựng vở Già Cổ Hoài Lan, tạo nên một tác phẩm để đời, trở thành hiện tượng trong lịch sử kịch nói Việt Nam với hơn 1.000 suất diễn, giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, đoạt giải đạo diễn xuất sắc. Cũng trong năm 1995, Công Ninh đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên Ai Xui Vạn Lý. Từ đây, sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc. Anh tiếp tục dựng hàng chục vở diễn như Cõi Tình, Lò Heo Quay, Sống Thử, Đạo Thiên Đường, Những Kẻ Độc Thân. Bên cạnh đó, anh tham gia nhiều vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình như Đời Cát, Mẹ Con Đậu Đũa, Cha Và Con, Tơ Đồng Vương Vấn. Xin chào anh Công Ninh ạ. Công Ninh xin chào Kiều Ngân. Xin kính chào quý vị khán giả. Khán giả biết đến anh rất là nhiều qua những vai như là Cực Khổ nè, Đời Sống Nội Tâm rất là dằn vặt nè. Nhưng mà những cái vai này thì rất là thành công. Có thể là động lại trong lòng khán giả mỗi khi mà nhắc đến là Công Ninh là phải nhớ là những vai cực, những vai khổ như vậy. Thì anh nghĩ là nguyên nhân nào hay là yếu tố nào để tạo nên được những cái nhân vật thật là tốt như vậy trong lòng khán giả? Chắc có lẽ là đạo diễn khi mà nhìn cái con người tôi về hình thức bên ngoài á, họ cũng cảm thấy là phù hợp với những nhân vật mà như là họ đã tưởng tượng ra khi mà họ chấp bút, họ viết ra nhân vật đó, kịch bản đó, và khi họ xây dựng cái hình tượng đó thì cố gắng đừng có diễn gì khác hết. Đừng có cố gắng gì hết, cứ thế mà buông thả cảm xúc thôi. Và từ cái con người đó, từ cái hình thức của tôi và từ cái cảm xúc thật của tôi trong nhân vật thì tôi nghĩ là tôi hòa nhập vào nhân vật rất là nhanh. Và cái nữa là bản thân tôi cũng đã có một cái tuổi thơ cũng không lấy gì làm mà sung sướng lắm. Thành thử ra là tôi cũng rất là cực. Cái thời gian còn nhỏ tôi cũng va chạm với là cuộc sống rất là nhiều. Thành ra tôi cũng cảm nhận được cái thân phận của những người cùng khổ ra làm sao. Tôi thương cảm họ như thế nào và tôi đồng cảm với họ như thế nào. Và tôi thậm chí tôi khai thác thêm những cái cùng cực đó. Vì bản thân tôi đã từng trải qua. Cho nên khán giả nhiều khi cảm thấy thú vị khi tôi lột tả những hình tượng nhân vật như vậy. Em thì đã được xem một bộ phim anh đóng mà rất là thành công đến bây giờ thì rất là lâu rồi, nhưng mà mọi người khi mà nhắc đến anh thì vẫn nhắc cái bộ phim này, đó là bộ phim Đời Cát. Thì anh còn nhớ những kỷ niệm mà khi trong quá trình tham gia bộ phim đó không ạ? Khi tham gia cái bộ phim đó, một trong những cái ấn tượng mà tôi không thể quên được đó là cái cô bạn diễn cùng với tôi. Cô này bản thân cổ xuất thân cổ cũng là không phải là diễn viên, và cổ tật nguyền thật sự, cổ bị đạp mìn á. Trong chiến tranh nó cổ bị đạp mìn, cổ mất hai cái chân, mất tới đầu gối luôn. Và cổ gần như là cổ phải gắn hai cái chân giả để cổ đi. Thì cái số phận cô này đúng là nghiệt ngã gần như giống như cái nhân vật ở trong phim đó luôn. Và khi tôi quay chung với cổ và tôi làm việc chung với cổ, tôi cảm thấy cái sự vươn lên của cổ, cái sự cố gắng cổ, nhờ thấy nhiều cái xúc động lắm. Tại vì nhiều khi cổ cũng bị cụt hai chân đó, đoàn phim thì nhiều khi họ cũng lo cái công việc của họ. Còn tôi thì có trách nhiệm lo cái vai của tôi, nhiều khi tôi cũng quên mất.
rồi cổ phải di chuyển ở trên cát bằng hai cái đầu gối. Thành ra nhiều lúc tôi thấy không đành lòng, nhiều lúc cổ cứ lâu lâu canh cổ mà cổ di chuyển tôi chạy tới tôi cổng cổ đi. Thì hai anh em mà cứ như thế mà dìu dắt nhau để mà qua cái quá trình làm phim, để vượt qua cái quá trình làm phim ở một cái nơi gió cát như vậy. Thì cái nhân vật Hảo nó tạo cho tôi một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ và không quên được. Em được biết là anh đã từng đi học ở nước ngoài và học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Leningrad. Yeah. Nhưng mà khi mà trở về nước thì đã có một khoảng thời gian rất là khó khăn với nghề nghiệp. Thì có khi nào mà anh nghĩ là mình đã đi học ở nước ngoài, mình đã có những cái kiến thức rất là rộng lớn, nhưng mà khi mà về lại không có được nơi để mà mình thử sức thì anh có cảm thấy là nản không? Thật ra thì như thế này, cái thời gian đầu đúng là về tôi bị khủng hoảng thiệt. Tôi bị khủng hoảng tinh thần cách kinh khủng luôn, tại vì tôi nghĩ là khi mà tôi chuẩn bị tôi về nước á, học xong rồi, tôi lấy bằng cấp xong rồi, tôi chuẩn bị tôi về nước thì cái cảm xúc của tôi nó cứ lâng lâng. Và tôi nghĩ là khi tôi về nước được thì mọi người sẽ chào đón và mọi người sẽ đưa cho tôi những cái công việc để tôi thể hiện cái khả năng mà tôi đã, những kiến thức mà tôi đã học được ở nước ngoài về. Thì tôi bị hụt hẫng, ủa tại sao không ai giao việc cho mình hết? Gần một năm trời tôi cứ lang thang mà tôi cứ nghĩ ủa bởi vì mình đi học làm cái gì mà tại sao không ai tin mình hết. Mặc dù là trước đó tôi đã về nước và tôi làm thực tập hai vở và đã thành công ở trong nước, đó là vở Elena Thương Yêu và Gái Giang Hồ Quốc Tế. Thế nhưng mà khi về nước không ai giao việc gì hết, mà trước đó là tôi đã dựng thành công chứ không phải là tôi dựng thất bại. Tôi bị hụt hẫng kinh khủng nguyên một năm trời. Thì nguyên một năm trời tôi chờ việc, thì lúc đó là trường mới giao kêu tôi về làm phụ giảng cho một cái lớp. Phụ giảng cho thầy Trần Minh Ngọc, lúc đó thầy chính giảng thì tôi là trợ giảng cho thầy. Thì tôi trợ giảng được năm rồi bắt đầu tôi đi dạy, tôi lên làm chính giảng và tôi đi dạy. Thì bắt đầu lúc đó công việc nó bắt đầu nó mới tới với mình. Thì lúc đó cảm thấy là cuộc sống tôi bắt đầu mới ổn định. Gần năm trời tôi bị khủng hoảng về tinh thần, không hiểu lý do tại sao. Thời gian gần đây thì em thấy là anh bắt đầu chuyển qua một số vai như là vui vẻ hơn, thoải mái hơn, rồi có hài hước hơn. Thì anh có phải là anh đang chuyển dần cái hình tượng của mình không ạ? Thật ra thì đã làm nghệ sĩ thì bao giờ mình cũng muốn thể nghiệm, mình cũng muốn phiêu lưu. Mình không nên đóng khung mình vào một cái nhân vật gì đó. Mình đã ít nhiều gì đó đã đạt được cái hiệu quả nhất định ở những cái vai mà tâm lý xã hội, chính kịch. Thì tôi cũng rất là muốn tham gia vào cái lĩnh vực hài. Và vừa rồi, qua thời gian vừa rồi, tôi cũng có tham gia quay những cái chặp hài ngắn, rồi những cái vở ngắn, rồi những cái phim hài hước, đúng những cái vai hài hước vui nhộn. Thì tôi cảm thấy là tôi cũng rất là thú vị. Và đó là một cái hạnh phúc của mình khi mình được mời những cái đóng vai đó và mình được điều kiện để mình thể nghiệm. Và cái nữa là khi tôi ra đường, khán giả cũng cảm nhận được tôi những cái vai đó và cảm giác họ cũng thú vị những cái vai đó tôi diễn và cũng ngạc nhiên, rồi tôi cho đó là cái hạnh phúc. Đấy là cái hạnh phúc mong manh và đơn giản nhất của người nghệ sĩ khi làm được những điều mình yêu thích. Hát nữa đi con, vào đâu? Để ngày mai cái miệng mày không dạ, còn. Dạ, con chào bác. Vừa phải thôi nha, tôi nói thiệt nha, máy móc tôi mà nó có hư là ông bồi thường cho tôi á. Bồi thường hả, cái cù loay nè, vô duyên tự nhiên mắc mớ tao bồi thường. Vừa phải thôi nha, bồi thường đi. Bồi thường con khỉ, ông phá hại hàng xóm láng giềng. Ai bây giờ cũng hư tai hết rồi. Bây giờ không nghe được tôi cái gì nữa. Con nào là ông xong xổn lại tôi mà hư tai cái gì? Con nghe rõ ba con nói không? Không nghe. Vậy là sao? Không có nghe. Đồn cha chết tiệt. Chết cái cụ đầu mày á. Ủa sao tự nhiên nghe? Ai chửi tao tao nghe. Trời ơi ghê quá. Chửi nghe kêu bồi thường không nghe. Nãy giờ thì đã chia sẻ về chuyện nghề, chuyện nghề nghiệp, công việc của anh rồi. Thì bây giờ em xin hỏi một xíu về chuyện gia đình. Hiện nay thì mọi người đều biết là anh Ninh là đã có vợ và có con rồi. Nhưng mà anh lại lấy vợ khá trễ. Thì nguyên nhân nào có thể là chưa có tới duyên hay là anh kén chọn quá khi mà lấy vợ trễ như vậy? Thật ra thì cái duyên cái phận nó tới thì phải lấy thôi. Một phần, một trong những nguyên nhân chính mà tôi lấy vợ và lập gia đình sinh con đẻ cái trễ là vì tôi cứ cảm giác là khi tôi có một mái ấm gia đình rồi thì tôi phải đủ sức tôi lo cho gia đình tôi. Bây giờ thì đã có một gia đình và công việc thì cũng đã dần đi vào ổn định. Thì anh có nghĩ là anh đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại của anh chưa? Theo tôi thì hiện giờ tôi bằng lòng. Vấn đề là tôi phải có thêm sức khỏe nữa để tôi làm việc mà tôi lo lắng cho gia đình. Chia sẻ một chút về vợ của anh. Thì trong là muôn ngàn người thì đã gặp được một người mà anh thích, anh yêu thương thì anh lấy làm vợ. Thì em nghĩ là
chắc là chị phải có một cái gì đó rất là đặc biệt. Tại vì anh thì thường là tiếp xúc với lại diễn viên nè, ca sĩ, người mẫu này thì là những cái người rất là đẹp nè, rồi lại cùng nghề nghiệp với mình nữa. Nhưng mà anh lại chọn vợ của anh, thì vợ anh có điều gì đặc biệt không? Thường á, tôi là có cái cảm giác là tôi rất thích phụ nữ hiền. Tôi thích phụ nữ chịu đựng. Tại vì bản thân tôi thì nhiều khi tính khí thất thường. Mà hai vợ chồng mà nói chung là không ai nhịn ai hết thì chắc có lẽ là rất khó hạnh phúc. Thành ra tôi rất thích tìm những cái mẫu người phụ nữ chịu đựng và hiền, để mà ít nhiều gì đó, nhiều khi tôi có những cái tính khí thất thường thì cô sẵn sàng cô bỏ qua cho tôi, thì cái hạnh phúc trong gia đình nó mới mới tồn tại. Nói chung là hai bên phải có cái gì đó qua lại, bao dung và hy sinh cho nhau. Thì tôi cảm giác ở Tuyết Vân là vợ tôi hiện giờ là có cái cá tính đó. Và chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tiến tới với cô ấy. Ở cái tuổi đã bước qua nửa đời người, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh mới có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh người vợ trẻ và một cô con gái bé bỏng. Cô bé có tên là Hoàng Khuyên, nhưng anh thường đặt tên cho con là Oscar, như một phần thưởng danh giá nhất cho cuộc đời mình. Vợ anh, Tuyết Vân, từng là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm công việc của một diễn viên lồng tiếng. Với khoảng cách tuổi tác cách biệt nhau khá lớn, cả hai cũng gặp không ít khó khăn, mâu thuẫn trong gia đình. Về khó khăn thì chắc là do cái quan niệm và suy nghĩ. Ảnh thì ảnh là người cẩn trọng, còn mình là người trẻ tuổi phóng khoáng, thì mình cũng sống theo cái gọi là đúng cái tuổi của mình. Đôi khi nó cũng có những cái mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà quan trọng là hai người có thể đồng cảm và chia sẻ với nhau được. Đối với nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, trước đây cuộc sống của anh cứ trôi qua một cách bình dị, nhưng thẳm sâu tâm hồn anh rất dằn vặt, đơn côi. Thế rồi, khi chấm dứt đoạn đời độc thân, anh bỗng ngạc nhiên nhận ra mọi thứ thật đơn giản. Bản thân anh có một cuộc sống đáng sống hơn rất nhiều. Song song đó, anh cũng phải lo lắng để trang trải cuộc sống gia đình, làm sao lo cho con những điều kiện tốt nhất. Chính vì tình yêu thương con vô bờ bến mà anh làm việc nhiều hơn, không có nhiều sự đắn đo lựa chọn công việc như trước đây. Vì vậy, đôi khi công việc bận rộn cuốn anh đi, thời gian ở gần bên con rất ngắn ngủi. Đôi khi cảm thấy rất là hụt hẫng, giống như là buổi phỏng vấn hôm nay thì ảnh về rất là thình lình, rất là bất ngờ. Cứ nghĩ là nếu mà ảnh về như vậy thì sẽ ở chơi tới tối với gia đình, nhưng mà vừa phỏng vấn xong anh nói là ảnh phải chạy đi quay ở nhà bè liền, tự nhiên thấy hơi hụt hẫng. Đấy cũng là một cái, nói chung là cũng là ở góc độ nào đó đấy cũng là một cái thiệt thòi của người nghệ sĩ. Bản thân người nghệ sĩ họ ít thời gian gần với gia đình quá, họ phải làm việc liên tục, mở mắt ra sáng sớm là họ phải ra phim trường, còn không thì họ phải tới sàn tập. Thì cứ như vậy cứ liên tục hết ngày này qua tháng nọ, cái thời gian gần gũi cho vợ cho con của tôi đó thì bây giờ nó nói chung là nó cũng ngặt nghèo lắm. Mình cũng đã chấp nhận được cái chuyện này từ trước khi mà mình kết hôn với nhau, nên là cũng nói chung là cũng không đến nỗi mà gọi là buồn quá mức chịu đựng. Bằng sự nhẫn nhịn và yêu thương tôn trọng lẫn nhau, cả hai vẫn dễ dàng giải quyết những khó khăn để có thể sống hạnh phúc, đầm ấm bên nhau. Qua bao gian truân, có vẻ như người đàn ông tự nhận mình lận đận đã tìm thấy mùa xuân của cuộc đời. Vừa qua thì em được biết là Bảo tàng Nghệ thuật đã liên lạc với anh và lấy số đo của anh để có thể là làm một cái tượng sáp về anh. Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về điều này không? Tôi cho cái đây cũng là một cái niềm vui cho nghệ sĩ. Tự nhiên mà cái công việc của mình được mọi người ghi nhận, và cụ thể là qua một cái bức tượng bằng sáp. Cái nghệ thuật mà khắc tượng sáp đã nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Và các nước, những nước phát triển họ đều có những cái bảo tàng tượng sáp cho nghệ sĩ. Và điều đó nó cũng phù hợp với lại đất nước mình hiện giờ đang cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cũng đang phát triển. Thì tôi cho cái đấy vấn đề cũng là một cái niềm vui của nghệ sĩ và một cái ghi nhận của xã hội đối với nghệ sĩ. Cảm ơn anh đã đến đây dành thời gian dù là rất bận rộn vẫn đến với chương trình và chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời của mình cho tất cả quý khán giả được biết. Cảm ơn bạn. Chúng ta
ta vừa được lắng nghe những chia sẻ hết sức chân thành của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Và câu chuyện đời của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh cũng đã khép lại chương trình Đời Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, số 286/2B, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua địa chỉ email tuổitrẻviet.ttv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại!